Chồng đến à? Thằng Phống đến đây à? Dạ. Ngồi đi. Bố ạ. Em đi lấy men rượu, tiện đường thì qua thăm bố. Sao phải bảo để tôi đưa đi cho nhanh? Bố dạo này khỏe không ạ? Vẫn khỏe. Khỏe kiểu người già ấy mà. Thế hai ông bà bên ấy có khỏe không? Vẫn thế ạ. Con vào trong lấy ít đồ ạ. Thiếu gì? Lát tôi đưa xuống chợ huyện mà mua. Đồ cũ cứ để ở nhà, lúc nào về còn có cái mà dùng. Kệ nó, thích cái gì thì mang. Vâng. Dùng đồ cũ quen rồi, cái mới cũng không thích gì chứ. Vâng. Sao bảo lấy cái gì mang đi cơ mà? Dạ thôi ạ, con không cần nữa. Con cứ để lại đây, thỉnh thoảng về có cái dùng ạ. Cứ để hết đấy. Cần gì tí con mua cho cái mới. Cả bố nữa, cần gì cứ bảo con. Con phải về đây. Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe ạ. Mang bánh về làm gì? Của mẹ bé làm đấy. Nếu không ở lại ăn thì hai vợ chồng về cho sớm. Vâng ạ. Lần sau con sang ăn cơm với bố nhá. Này, giờ chở vợ đi ăn phở nhá. Không. Từ ngày có Súa, chưa bao giờ chở vợ đi ăn đi bằng xe máy cả. Lần này phải làm cho bằng được đấy. Đi. Bố nhìn kia kìa. Lên xe đi. Vợ đội cho nó an toàn. Bỏ ra. Sai không đội, không sợ bị phạt à? Phạt thì chắc có người thích lắm. Đừng làm mặt giận thế nữa. Tôi biết tôi sai rồi. Cũng tại tôi say quá. Hôm nay Súa làm cho cái mặt tôi đẹp của nhà bố vợ. Tôi sẽ đền cho Súa cái công ấy.
Bác. Đây rồi, tìm được người cần gặp đây rồi. Có chuyện gì vội vàng thế bác? Có việc, có việc. Con bò nhà tôi nó sắp đẻ, nhưng mà nó không đẻ được. Cứ thế này thì chết cả mẹ cả con mất thôi. Nó kêu nhiều quá, tôi sốt ruột lắm. Thôi được rồi, để tôi vào xem sao. Đi. Đi. Đến nơi rồi, xuống. Đừng làm mặt giận thế chứ. Đi vào đi, không người ta cười cho. Tôi không vào, không muốn ăn. Đã đến đây rồi thì đi vào đi, đừng làm khó nhau thế. Cho hai bát với hai cái đùi gà nhé. Hôm nay đưa cả vợ đi ăn phở cơ đấy. Ăn một mình buồn lắm, phải có người ăn cùng nó mới ngon. Đúng rồi, vợ chồng là phải như đôi giày, phải đi cả hai chiếc mới được. Xuống ngồi xuống đây. Chú ơi. Ơi. Chú có cơm không? Cho tôi xin một bát nhé. Ăn phở chứ sao lại cơm? Phở ngon mà. Cơm thì ở nhà cũng có. Việc gì phải ra đây? Chú có không ạ? Nếu có thì cho cháu xin. Nếu không thì thôi ạ. Không sao, không sao. Muốn phở có phở, muốn cơm có cơm. Cơm đây. Vâng. Cơm chan nước phở, món này của các bà già mà. Mà ăn thêm phở đi. Phở ở đây ngon lắm vợ ạ. Ăn thì cứ ăn đi, để ý đi tôi làm gì. Này, muộn rồi, đến giờ ngủ con đi đâu? Ra chuồng bò. Ừ thôi, tôi xin lỗi rồi mà. Đừng giận dai thế. Này, cho vợ tiền, vừa lấy được của bố đấy. Thôi, tôi biết rồi mà. Tại hôm đấy say rượu, với nghe thằng Dính nó bảo, khi yêu nhau người ta... Thôi chả nói nữa. Bảo tôi không bằng con bò con trâu chứ gì. Thì... thôi. Đi vào đây ngủ đi. Vào ngủ đi. Cháu không làm gì đâu. Ngủ đi. Này, vợ này, hôm nay tôi sang nhà thằng Vừ đấy. Tôi sang đấy tìm vợ.
Ngu thật. Sao vợ mình lại ở bên đấy được cơ chứ? Thế là đánh nhau. Cũng may là ông nó mang súng ra dọa, thế mới thôi. Ông nó còn bắn một phát lên trời. Ông già ấy, thế mà ghê thật ấy. Xúa. Vư. Sao Vư lại đến đây? Thấy bảo Xúa vừa bị thằng Phong đánh à? Vừa nghe Si nói à? Nghe thế vừa thấy khó chịu lắm. Tại sao Xúa cứ phải chịu khổ thế? Vừa à, bây giờ Xúa đã là vợ người ta rồi. Sướng hay là khổ thì cũng đều phải chịu. Vừa có hiểu không? Tại sao lại nói phải chịu? Xúa phải nghe vừa mới được. Người mình, chân tay mình là do bố mẹ mình cho. Tại sao đứa khác muốn đánh là được? Sao thằng Phống lại dám đánh Xúa cơ chứ? Nó cậy nhiều tiền à? Hay là... Nó là chồng mà. Là chồng thì được đánh vợ thoải mái à? Ở đâu có cái lý ấy chứ? Với lại nó không phải là chồng Xúa. Chồng Xúa đang đứng đây này. Nó cướp Xúa như diều hâu cướp gà con. Như thế mà gọi là chồng à? Chồng diều hâu à? Xúa, Xúa đừng khóc mà. Nhìn thấy nước mắt của Xúa là vừa muốn rụng chân rụng tay ấy. Thằng Phong nó đánh Xúa như thế vừa thấy đau lắm. Xúa, Xúa đi với vừa nhá. Tại sao Xúa phải ở với nó chứ?
là tiếng xe máy của thằng Phóng đấy. Vũ về đi, nhanh lên. Vừa đang muốn gặp nó đây. Vừa thương Sùa. Đi đi mà. Đi đi. Đi đi. Đi đi Vừa. Vừa gặp thằng nào đấy? Hỏi không nói à? Gặp thằng Vừa phải không? Vừa khóc à? Nó nói cái gì mà phải khóc thế? Nó bảo nó chán rồi chứ gì? Phải quá. Có mỗi đứa vợ mà không giữ được, để nó đi theo người khác, không chán mới là lạ. Giờ đây, lên xe về. Nhanh. Ông vừa đi đâu về đấy? Xuống xã hỏi về cách nuôi ong. Nuôi ong thì cũng như là nuôi lợn với nuôi gà, có gì mà phải hỏi. Đúng là đàn bà, phải xuống để hỏi cán bộ kỹ thuật thì nuôi mới đúng, vừa đỡ tốn công sức mà lời lãi lại cao chứ. Sao ông không hỏi thẳng thằng Tân ấy? Nó mà lại hướng dẫn cho mình thì nó mất nghề. Này, ông lại tính toán cái gì thế? Nương đã cho thuê rồi, tiền đã nhận rồi, ông đừng có làm điều gì không phải nhá. Biết thế nào là không phải, biết thế nào là phải. Thực ra thì ông định làm gì? Tôi mà thấy nó đếm tiền không hết ý, tôi sẽ đếm hộ nó. Xem ra nuôi ong không khó, mình cũng làm được. Mỗi người mỗi việc, ông đừng có làm cái điều gì không phải. Ông trời có mắt đấy. Cái bà này, tôi làm gì mà bà mang ông trời ra để dọa tôi? Tôi chỉ học cách nó kiếm tiền bằng nuôi ong. Úi giời, nói chuyện với bà mỏi mồm lắm.
Người nuôi ong đàn hay hả chía? Chía à? Có người để cả hai lỗ tai ngoài nương ong rồi kia kìa. Ông biết cái gì? Từ giờ tao cấm không được ra ngoài nương ong với cái thằng đấy nhá. Anh nói gì lạ thế? Để cho em chiến nó sợ. Chẳng có gì lạ cả. Nhà họ Tráng này không có ai đi hẹn hò với Giai. Vớ vẩn tao đập chết. Anh bực gì thì bực, cũng được bắt chiến nó chịu như thế chứ. Khóc cái gì? Nói thế không đúng à? Mày cứ thử đi hẹn hò Giai mà xem. Tao đánh chết đấy. Hẹn hò cái gì? Nó còn bé tí như thế, nghĩ còn chưa xong. Phải, nó bé, nhưng người khác thì không bé đâu. Người khác cũng dám qua mặt thằng Phống này rồi đấy. Nào, hai ông cháu mình cùng uống. Hết cháu chán đời uống say, giờ lại đến ông. Cái nhà này rồi sẽ ra sao chứ? Bà cứ để yên tôi uống rượu cùng với thằng cháu. Nó buồn mới phải tìm đến rượu chứ. Nó thế, còn ông thì sao? Buồn đâu mà phải uống. Ủa hay cái bà này, không hiểu à? Phải để tôi khuyên giải thằng cháu chứ. Ông muốn khuyên giải thằng cháu bằng rượu à? Thì đây, không phải chỉ mình ông biết thương thằng cháu nhá. Bà... Nếu chỉ uống rượu mà hết buồn thì cháu uống một bát, bà uống một bát, bà cũng nhiều nỗi buồn lắm mà có ai biết để chia sẻ đâu. Này, uống. 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 Ê, thôi. Không uống nữa. Mày cứ buồn khổ thế này là giết bà đấy. Rượu không phải là cách tốt để quên, mà cách tốt nhất là lấy vợ. Thế là không đi làm dưới phố nữa thật à? Cháu không làm nữa. Đang làm tốt mà, sao lại bỏ? Cháu không thích. Còn chuyện gì không vui nữa à? Mày cứ thở dài như thế, bà thấy mệt lắm vừa ạ. Cháu làm bà khổ quá rồi. Chỉ cần mày vui vui cái mặt lên một tí,
thỉnh thoảng cười một cái cho bà nhìn thấy, thế là bà vui rồi. Cháu không muốn thế đâu. Mày là thằng đàn ông, là thằng con trai duy nhất của dòng họ Giàng này. Mày phải giống như cái cột nhà, như con bò cầy, như cái khung cửa mới đúng chứ. Bà tin cháu nhá. Bà muốn cháu thành cái cột nhà, cháu sẽ thành cái cột nhà cho bà. Mày nói thật hả? Mày lấy vợ nhá. Ừ. Cái cột nhà cũng phải lấy vợ hả bà? Này, bà không đùa đâu. Bà tìm được chỗ rồi. Nếu mẹ ưng bụng là bà sẽ ngỏ lời để cho người ta đồng ý. Nhưng bà tìm chỗ nào? Nhà ai? Mà bà cứ tìm cô nào vừa xấu người vừa xấu tính ý, cháu lấy luôn. Mày nghĩ bà sống bằng ngần này năm mà lại không biết nhìn người à? Hôm nào vui vẻ bà sẽ dẫn mày sang đấy, qua lại cho quen mắt đã, rồi bà sẽ nhờ ông bối. Cười cũng phải tử tế chứ. Mày cười kiểu gì đấy hả? Bà làm cháu đau bụng rồi đấy. Đấy, cứ nhìn cái mặt mày vui như thế là bà hết mệt ngay. Đẹp quá nhỉ. Đấy, mày xem đi. Xe này rất khỏe, khỏe hơn ngựa nhiều. Xe này mà chở vợ lên bẻ mu thì cứ gọi là nhất. Hôm nay tiệm xe máy của Tráng A Dìn khai trương, quý khách nào có nhu cầu mua xe sẽ được giảm giá. Nào, xin mời xem đi, cứ xem thoải mái đi. À, đây là xe để đi thử, cô cậu nào thích đi, xin mời. Ấy, quách chưa? Thử như nào? Thử đi. Cháu thử. Mày đi đi. Treo lên. Treo. Đi không? Nào, cô cậu nào thích thử thì thử đi. Sợ gì? Đấy, xe đẹp chưa? Ôi, anh phóng giỏi đấy. Này này, thử đi. Nào. Béo quá. Cút. Thấy chưa? Bao nhiêu con trâu thế mà trèo lên đây. Lên đi. Mày không lo đi cày với bố, ngồi đấy mà nghịch sáo, rồi lấy gì mà ăn? Con khác có cách, có thịt, có cơm, có rượu để uống. Châu bò muốn ăn thì cũng phải làm, ít nhất là cũng phải tự kiếm lấy cỏ mà nhét vào mồm. Cứ ngồi đấy mà mơ. Mà rồi không lo lấy vợ đi, lấy vợ về để mà giúp bố mẹ làm việc nhà, rồi lấy người về đẻ con nữa. Sắp rồi, mẹ cứ chờ đi. Muốn có con dâu, khắc có con dâu. Mày nói thật à? Ôi dào, nói thế bà cũng tin à? Nuôi nó bao nhiêu năm nay rồi, nó lớn, tưởng có người thêm việc trong nhà, hóa ra chỉ biết ăn thôi. Thôi, tôi mới bà ra nương cho nó sớm. Bà Mai. Y tá bò. À quên, phải gọi là thông gia chứ. Bà thông gia mới sang. Đi vào nhà đi.
lại còn mang theo cả lợn nữa kìa. Có một con thôi, để làm giống. Vợ Phóng ơi, lại đây mẹ bảo. Ừ. Mẹ xây mang cho hai vợ chồng con lợn giống đấy. Con mang vào chuồng đi. Đàn lợn nhà mình đông quá rồi, làm gì có chỗ nào mà nhốt hả mẹ? Không được nói thế, phải ghi nhận tấm lòng của thông gia chứ. Chật thế, chứ chật nữa cũng vẫn phải nhận. Mẹ muốn nhận thì nhận, con không nhận đâu. Kìa vợ Phóng, quay lại đây. Nó vẫn chưa chịu nhận mẹ bé mà. Để từ từ rồi nó sẽ khắc hiểu tấm lòng của cô. Nó tốt bụng, nhưng chỉ phải cái nghĩ hơi bị non. Tôi về đây. Bà thông gia về nhá. Vâng. Chía, mang lợn vào chuồng cho mẹ. Chuyện gì cũng vừa vừa thôi. Làm khổ mình, khổ cả người khác nữa chứ. Anh vừa... Tao đang nghĩ đến mày đấy. Tự nhiên lại gặp ở đây, tốt quá. Em tưởng anh tha cho em rồi. Hôm trước anh đánh em đau quá, mà lại còn lấy của em chai rượu nữa. Mày, đúng là tao không thể tha cho mày được. Anh vừa em nhỡ mồm thôi. Chứ chai rượu thì đáng gì. Anh cất dao đi, đừng làm em sợ. Tao tưởng mày với thằng Phóng không biết sợ ai. Anh cứ đùa em. Em chán thằng Phóng rồi. Nó mở cửa hàng xe máy em có thèm ra đâu. Mày im đi. Mày tưởng tao dễ tin à? Mà tội cướp vợ của tao, tao còn chưa tính hết với hai đứa mày đấy. Đấy, anh xem đi là hiểu ngay. Đây đúng là sáo rồi nhá. Mày nói cái gì? Em đang tập thổi sáo để kiếm được một đứa gái. Em sẽ lấy vợ anh vừa ạ. Em sẽ không chơi bời nữa. À, hay là anh vừa dạy em thổi sáo nhá. Anh vừa thổi sáo hay nhất cái u khố sủ, hay nhất cái lũng bả, hay nhất cái đồng văn này luôn. Mày im đi. Mày đang làm tao tức muốn chết đấy. Mà tao không có việc gì làm hay sao mà lại dạy mày thổi sáo? Dễ thôi mà. Đi, dạy em. Tao quên rồi, không dạy được. Mà không quên ý, cũng không dạy cái loại mày. Kìa, anh vừa dạy em một tí thôi. Em tập mãi mà chẳng thổi được. Thế thì em mới nhờ. Mà là một thằng trai mông mà lại không biết thổi sáo thì chẳng có đứa gái nào nó theo cả. Sao? Sao anh lại vứt cái sáo của em đi? Mất bao nhiêu công sức của em đấy. Em mất đền anh đây, anh đền luôn em đi. Sáo thế cũng gọi là sáo à? Trúc thì non, lỗ khoét như chó gặm ấy. Mày thổi cây sáo ấy, thả vào dê nó kêu còn hay hơn. Anh vừa... Ô, thế tức là hóa ra em thổi cái cây sáo đấy thì dê cái nó theo hả anh? Ừ, cả đàn dê chạy theo mày luôn. Thế mà anh lại vứt đi. Anh phải giữ cây sáo đấy lại cho em chứ.
để em còn thổi chăn dê cho một đứa gái. Mày có đứa gái à? Sắp rồi. Sinh nhất. À quên, sinh nhì cái u khố sủ này luôn nhá. Cái xuống là cái sinh nhất. Nên anh vừa dạy em thổi sáo nhá. Nhưng giờ cái xuống như thân con trâu con bò rồi. Cho nên đứa gái của em là sinh nhất. Bán được cái nào cho bố? Mày đi đâu từ sáng đến giờ mà không thấy mặt hả? Con đi ăn phở. Chỉ giỏi ăn, giỏi chơi, rồi phá thôi. Con cũng không phải là không có việc gì để làm nhé. Nói thì hay lắm. Vậy thì làm đi. Đây này, cái xe hỏng đấy này. Mày không nghĩ cách sửa cái xe này đi để cho bố mày bán à? Hỏng thì thay. Mày thay đi. Con làm sao mà thay được? Con mà động vào nát thêm rồi đấy. Bảo phải đi học ở tỉnh để sửa chữa xe máy, lười không chịu đi. Bây giờ mày trắng mắt ra nhá. Bố cứ quan trọng. Dễ thôi mà. Dễ thì mày làm đi. Mày mà không làm được thì đừng có trách tao nhá. Không làm được thì mình thuê. Bỏ tiền ra mà thuê. Vợ ơi, mở cửa cho chồng. Hôm nay có một mình Chía chăn dê thôi à? Người yêu đâu rồi? Ấy! Anh đùa thôi. Cứ để dê ăn quanh ở đây cũng được. Đừng cho đến gần tổ ong nhá, kẻo ong nó đốt cho. Đưa dây đây cho anh. Chía này, ăn thử mật ong nhá, ngon lắm. Đi, xuống đây. Chía ngồi đi.
Thử đi em. Không sao đâu, ong hút mật hoa bạc hà nên nó mới xanh thế đấy. Ừ. Rít mật thôi, rồi nhả bã ra. Thế nào? Được không? Thôi, chỉ ở đây nhá. Anh đi ra ngoài. Ấy, cứ ngồi đấy đi. Thích ý, thì lấy đàn ra tập. Chứ đừng có ra ngoài. Ong nó lại đốt cho, rồi mặt lại béo tròn như... như cái bánh tam giác mạch ý. Và lấy cái tô viết cho tao. Ở đâu? Tìm. Chẳng có cái nào đâu. Anh dùng tạm cái búa nhá. Gõ đi. Ừ. Giữ tao cái. Giữ chắc vào. Cầm hai tay chắc vào. Ê! Tao bảo mày tìm cơ mà. Tìm cái gì? Nhà anh làm gì có cái tô lô vít nào? Thế mày không có mắt à? Mắt cái gì? Anh bắt em để ra chắc. Tìm mãi rồi có thấy đâu. Bác gìn giỏi thế. Em tìm mãi mà chả thấy đâu cả. Em tìm không thấy thật. À, giữ vào đây. Anh bị làm sao đấy? Mày thằng này. Bác gì cứu cháu. Mày cút về ngay nhá. Tao nhìn cái mặt mày tao chỉ muốn đập cho một cái thôi. Cút về thì chỉ sợ anh buồn thôi. Cút. Về thì về. Anh ở lại cố mà sửa cho nó hỏng thêm nhá. Này Dê, cấm được đến gần cây chía đấy. Chị có nhà không con? Chào cụ ạ. Cụ tìm ai hay là... Mẹ cái Si hả? Dạ, sao cụ biết? Mời cụ vào uống nước ạ. Hôm nay cháu Si đi hái lá thuốc hả? Dạ. Tôi là bà Báo ở trên U Khố Sủ. À, cụ bà Báo, cụ ông là người rèn lưỡi cày cho cả vùng đúng không ạ? Chính ông ấy đấy. Thế
hôm nay... Tôi với ông già nhà tôi bàn nhau kỹ lắm rồi. Vâng, định sang nói với ông bà cho xin một ít ngô giống, thóc giống. Được, thì mới dám nhờ ông bà mối. Dạ... Nghỉ tay uống cốc nước đã con. Nào, cái tay này phải để lên trên, dịch lên. Lên. Không phải, đây này. Chía phải để ở khoang này này. Lên nữa. Nữa. Đây này. Ngón này ở đây. Rồi, ngón này ở đây. Nhá, thế, rồi. Như thế. Còn tay này, ngón cái để đây. Thế nhá. 1, 2, 3. Ngón cái gảy xuống, ba ngón kia gảy lên. Nào. Lại đi. Thế. Đúng rồi. Rồi, sau đó lại dịch. Dịch xuống. 1. Không, trên này. Đây, đây, đó. Rồi lại như này tiếp. Nào, 1, 2, 3, 4. Rồi, em dựng cây đàn lên. Không, cao nữa. Thế này. Tay bấm lên đây. Đó. Cháu chào bác ạ. Anh Tân đấy à? Dạ. Đến có việc gì không? Có ít mật ong đầu mùa, cháu mang sang biếu bác ạ. Ấy, sao không để mà bán? Mật ong đầu mùa mà. Dạ, bác dùng thử xem có ngon không ạ. Vâng, thế thì tôi xin. Nhưng lần sau đừng làm như thế nhá. À bác ơi, hôm qua em chỉ bị ong đốt ý. Có làm sao không ạ? À, không sao. Em nó chỉ bị nóng sốt một tí tối hôm qua thôi. Hôm nay đỡ rồi. À, mật ong mới. Bác pha một ít nước ấm cho em Chía uống nhá. À. Còn nếu bị ho, bác cho ngậm một ít mật ong nguyên chất, bác nhá. Anh tốt quá. Đi vào nhà uống nước đi. Dạ thôi, cháu phải về làm nốt vài việc. Phải che chắn cho đàn ong nữa. Cháu về ạ. Ừ. Có người cho chai mật ong này. Có uống không? Mẹ pha cho. Đưa xem nào. Ờ, mát hơn rồi đấy. Mày cười cái gì thế? Từ giờ ra ngoài đó phải cẩn thận nhá. Thằng Phóng nó ghét lắm đấy. Đi nhanh quá nhỉ. Hôm nay cháu giao hàng dưới chợ xã. Họ bán nhanh lắm. Họ giục làm tiếp đấy. Thế hả? Ông vẫn chưa về hả bà? Vẫn chưa thấy đâu. Mày đi tìm ông về đi. Chắc uống rượu say trong đám ma. Say quá không biết đường về nữa rồi. Lâu lâu cũng để ông say một hôm chứ. Ôi, già rồi. Uống rượu say rồi ngã giữa đường thì có mà... Mà này, cái chuyện hôm qua bà bảo ấy. Cháu đã nói không phải lúc này mà. Thế thì vào lúc nào? Ông bà cứ phải lo cho mày mãi à? Mày phải biết thương những người già chứ. Mày lại làm bà lo đấy. Là việc lành mà bà.
Bà không phải lo cho cháu đâu. Thôi, cháu đi tìm ông đây. Ừ. Này, ông mày chưa muốn về cũng phải lôi về bằng được nhá. Vâng. Ba. Ờ, cái gì đến đấy hả? Hôm nay trông xinh gái thật đấy. Và đây, ngồi đây, ngồi đây cháu. Vâng. Cái thằng Vừ nó lại vừa đi xong. Lỗi tại bà. Cũng tại bà bắt nó đi đón ông về đấy. Cháu sang chơi với bà là chính mà. Muốn hỏi xem bà uống thuốc có thấy xương khỏe hơn không? Khỏe lắm, tốt lắm cháu ạ. Bà nhớ uống thuốc đều nhá. Hôm qua mẹ cháu bảo bà có sang nhà nên cháu vội mang thuốc đến đây. Thế mẹ cháu có nói gì không? Không ạ. Bà để cháu khâu cho. Ừ, đây. Áo thằng Vừ đấy. Cái thằng nó lạ lắm. Người cứ như có răng ấy. Mặc vài hôm lại rách lại thùng. Hộ bà tí nhá. Vâng. Bà ra xem con lợn nó ăn hết chưa. À này, nước đấy khát tự uống nhá. Vâng ạ. Cháu chào bà. Ờ, Súa à? Vâng. Bà ra nào. Khéo quá. Bà già mắt kém rồi. Đường khâu cứ toàn chồng lên nhau ấy. Bà ơi, xong hết rồi. Cháu phải về đây ạ. Ừ, ở chơi với bà đã. Hai ông cháu cũng sắp về rồi đấy. Đi gì mà lâu thế nhỉ. Bà ơi, bây giờ cháu phải về mua muối đã. Nhà hết muối rồi ạ. Này, lấy muối nhà bà về mà ăn. Bà mới mua nhiều lắm. Cháu phải mua cho bà chứ, làm sao lấy của bà được. Nhưng bà muốn cháu ở đây lâu lâu một tí. Lần sau cháu lại sang. Nhớ nhá. Vâng. Cứ phải uống. Ông uống. Vui là ông. Phải uống. Ông nội vừa đấy à? Vâng. Đi đâu đây? Bà bảo con đến đón ông, sợ ông say rượu không về được ạ. Say thật nhưng mà vẫn về nhà được ông bạn nhá.
Thôi đi về nhà uống tiếp nhá. Uống tiếp. À, mày về trước đi. Bảo với bà là ông còn phải sang nhà ông Sò uống rượu tiếp nhá. Ta về đi. Dạ. Mày về trước đi. Bây giờ đến nhà ông. Chúng mình lại uống tiếp nhá. Uống tiếp. Rượu là phải vui. Chúa, may quá gặp được Chúa ở đây. Vừa bỏ tay ra đi, có ai nhìn thấy thì không hay đâu. Mãi mới được gần Chúa thế này, nhớ lắm, nhớ muốn chết đi. Chúa, từ nay vừa đừng đi tìm Chúa nữa, vừa đi lấy vợ đi. Vừa vạn Súa xong hết rồi. Xong gì mà xong? Vừa phải cướp được Súa về. Chỉ cần Súa vẫn thương Vừa, nhất định Vừa sẽ cướp được Súa về. Vừa à, đàn bà lấy chồng cũng như sợi lanh dệt thành miếng vải, không làm gì được nữa đâu. Chúa à, Chúa có biết Vừa đang nghĩ, thà chết đi còn hơn là sống không? Thật đấy, Vừa lúc nào cũng nhớ gương mặt của Chúa, nhớ tiếng nói, tiếng hát của Chúa, nhớ mùi của Chúa nữa. Xong lại nghĩ, cái mặt ấy, tiếng nói ấy, cái mùi ấy không phải là của mình nữa rồi. Chẳng phải chết đi còn sướng hơn là sống à? Súa xin Vừa đây, Vừa đừng làm như thế nữa. Vừa phải quên Súa đi thôi, quên Súa đi mà sống cho tốt. Vừa cũng muốn quên lắm, đập cả đầu vào cột nhà mà cũng không quên được. Không quên cũng phải quên. Bây giờ Vừa đi đi. Đi đi mà. Đi đi. Súa xin Vừa đây. Đi. Mày khỏi rồi đấy chị ạ. Khỏi nhanh lên rồi còn đi chăn bò chăn dê với chị dâu mày. Mày nhìn gì anh? Hả? Hay mày cũng căm thù anh như cây Súa? Mày có biết
Tao yêu vợ tao. Tao yêu em tao. Như thế nào không? Thế thì tại sao lại căm thù tao? Hay tại tao cấm mày gian như ngông? Ừ.